Xin chào, hôm nay cùng vẽ cánh đồng hoa cải với mình nhé. Để vẽ bầu trời thì trước tiên mình vẫn tô màu xanh trước, sau đó mình sẽ thêm màu trắng, tô dần xuống phía dưới. Mình thêm màu trắng từ từ, từng chút một vào bài thì sẽ làm bài của mình chuyển màu nhìn mượt hơn. Nên các bạn cứ thêm từ từ vào nhé, đừng vội. Sau khi vẽ xong bầu trời thì mình sẽ vẽ lớp nền của hoa cải ở phía dưới. Trước tiên mình vẽ màu vàng, sau đó mình thêm màu xanh lá cây vào và vẽ chuyển dần lên phía bên trên. Mình cứ tô nhẹ dần lên trên như thế là được. Sau đó mình sẽ vẽ một lớp màu đen ở phía dưới và vẽ nhạt dần lên bên trên. Mình sẽ dùng một cây cọ quạt để vẽ sơ thân của cây hoa cải. Sau đó mình sẽ dùng một cọ đầu nhỏ để chấm lại những cánh hoa. Mình chấm đều thành từng cụm và rải rác khắp bức tranh nhé. Các bạn nhớ dùng màu đặc một chút thì sẽ không bị hòa lẫn màu ở phía bên dưới nhé. Sau đó mình sẽ chấm sơ một chút màu xanh cho lá và dùng một cây cọ mảnh để tỉa lại những thân hoa chính, làm nổi cho bức tranh hơn. Các bạn chỉ cần vẽ một vài cây hoa cải tượng trưng là được rồi, không cần vẽ nhiều. Mình sẽ dùng màu xanh đậm để vẽ thân của hoa và dùng màu vàng để vẽ cánh hoa. Màu vàng này bạn thêm một chút xíu màu trắng để làm nổi hơn cái màu nền ở phía dưới nhé. Mình tiếp tục làm như vậy với các thân hoa còn lại. Bãi hoa cải của mình đến đây là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé. Các bạn muốn mình vẽ hoa gì tiếp theo thì comment cho mình biết nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.